bệnh nhân số 17, không được là kẻ ăn cháo đá bát, bệnh nhân số 17 gây họa cho cộng đồng và người thân, được đất nước tận tình cứu chữa, nhưng vẫn vô ơn, ăn cháo đá bát, trong lúc cả nước vừa dồn sức chống dịch, vừa tập trung hồi phục kinh tế. Câu chuyện của bệnh nhân COVID-19 số 17 người từng gây phẫn nộ bởi tai họa mà cô ta gieo rắc cho cộng đồng vốn đã được quên đi lại bị chính chị em họ xới lại theo một cách đáng xấu hổ. Thành quả chống dịch của Việt Nam từng một lần bị đổ sông đổ biển. Vì cô gái nhà giàu trở về từ Anh Quốc này, thì cô ta biết mình có thể đang mang virus SARS-CoV-2, nhưng vẫn khai báo gian dối, vẫn tung tăng ăn chơi, đi lại khắp nơi, sự ích kỷ vô trách nhiệm đến ngu ngốc đó khiến người bác ruột của cô ta suýt mất mạng, phải ở trong tình trạng thập tử nhất sinh mấy tháng trời, vài người khác cũng vì cô mà mắc COVID-19, bản thân bệnh nhân số 17 được điều trị tận tình bằng những đồng tiền thuế của dân, đại đa số là nghèo hơn cô, trong đó có những người đang cực nhọc mưu sinh Do hậu quả của dịch Covid-19, Madrid quốc này góp phần gieo rắc không một lời xin lỗi, cô ta hưởng thụ sự chăm bẵm của đất nước và rồi vừa khỏi vòng đã con đuôi. Khi quay trở lại trời tây với thế giới hào nhoáng của rít chị em bệnh nhân số 17 đổ lỗi cơ quan chức năng Việt Nam không bảo vệ thông tin cá nhân, khiến sự riêng tư của họ bị xâm phạm. Những lời dối trá này nực cười đến mức ngay cả độc giả phương tây cũng phải bóc mẻ và phê phán. Còn đối với đồng bào, với đất nước, hành vi của bệnh nhân số 17 như một cái tác dáng vào lòng vị tha của cộng đồng. Từng du học ở quốc gia văn minh, cô học được gì không mà chẳng nhận ra sự nhân văn của đất nước, dù còn nghèo vẫn điều trị miễn phí cho cô, tiêu tốn cho cô số tiền khổng lồ, dù bao nhiêu người đang có nguy cơ đói vì Covid-19. Sao không nhận ra sự bao dung của cộng đồng khi tha thứ cho cô kẻ lẽ ra phải bị truy cứu hình sự vì khai báo gian dối, làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm. Chị em bệnh nhân số 17 cho rằng cộng đồng mạng ném đá vì ghen tị với cuộc sống giàu sang của họ, bởi họ có quá nhiều đặc quyền và đi du lịch rất nhiều. Giả như những chuyến đi khắp năm châu ấy đem lại cho họ sự lịch duyệt, hiểu biết, thì cả khu phố nơi gia đình họ ở đã không bị phong tỏa, khiến cuộc sống bao nhiêu người bị ảnh hưởng. Chính sự hầm hĩnh, tự cho mình đặc quyền đặc lợi đã khiến bệnh nhân số 17 cha đạp lên các quy định về chống dịch, khiến hàng vạn người khốn đốn giải quyết hậu quả. Cô gái nhà giàu này đã làm nghèo cho đất nước bao nhiêu tỷ đồng, làm cho bao nhiêu người phải lao đao liệu cô có từng tự hỏi mình không? Cô tự hào vì mình thuộc tầng lớp siêu giàu, vì mình sử dụng thời trang cao cấp, dự những sự kiện xa hoa. Nhưng những điều cô làm, những lời cô nói chỉ chứng minh thời trang hàng hiệu chẳng đủ làm sang cho kẻ ích kỷ ăn cháo đá bát. Nhiều cư dân mạng cho rằng, bệnh nhân số 17 nợ đất nước một lời cảm ơn và một lời xin lỗi. Nhưng với con người ăn cháo đá bát tệ đến mức này, có lẽ chúng ta nên xếp hồ sơ vào hộp tủ lãng quên.